Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Shin Kinh Dị đã quay trở lại rồi đây. Mọi người có biết câu chuyện về nàng tiên đóng chai không? Sự thật đằng sau đó là gì? Liệu công chúa có thật sự trở về mặt trăng hay vẫn còn ở lại nhân gian? Hôm nay hãy cùng đội phòng vệ khám phá bí mật đó nhé. Bên cạnh đó còn có một tập phim vô cùng dễ thương về chú lợn đi lạc. Sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vào lớp thôi nào. Tập phim Bà Kaguya Bí Ẩn. Thầy hiệu trưởng đang bay giữa không gian và nói về việc con người hay gặp phải những sự kiện bí ẩn khó giải thích. Tin hay không là tùy thuộc vào bạn. Đội phòng vệ đang chơi đá bóng ở sân cỏ. Khi Kazama chuyển cho Shin, cậu ta lại đỡ bằng mông khiến quả bóng bay tít qua hàng rào. Đúng là bộ mông gắn lò xo có khác. Mất bóng thì sao mà chơi nữa. Shin tức tốc chui qua cái lỗ rồi hét lên. Phía sau hàng rào là một khu rừng tre xanh gì. Đám nhóc ngó nghiêng tìm quả bóng thì nghe thấy tiếng ai đó đang hát về phía trước. Bà cụ này đeo rất nhiều trang sức ngọc lấp lánh, kỹ thuật tăng bóng thì khỏi phải bàn. Đột nhiên, Shin phát hiện bà ấy đang đeo cái nhẫn sức mạnh của Action Kamen. Kazama khẳng định chính xác, nó xuất hiện ở trong tập 28. Đúng vậy, đó là câu chuyện khi siêu nhân lên mặt trăng. À mà từ, sao Kazama biết rõ thế? Kazama liền đánh trống lảng để cho đỡ quê. Mau xin lại quả bóng từ bà cụ đi kìa. Shin lịch sự thank you bà đàng hoàng, mà bà lạnh lùng bảo trả quên các cháu rồi bế quả bóng đi vô. Năn nỉ như nào cũng không trả. Đấy, tất cả là tại Shin gọi bà là bà đó. Ủa rồi Kazama cũng vậy đấy thôi. Shin tự giới thiệu, tên bà là Kaguya Nayotake. Ô, cái tên này nghe quen quen. Có phải bà bán nội thất đúng không ạ? Has, Kaguya là công chúa trong truyện cổ tích nàng tiên nấm tre đó Shin. Câu chuyện kể về một ông lão tìm được một em bé trong cây tre thần kỳ. Sau đó, em bé lớn lên và trở thành công chúa. Cơ mà, công chúa này lạ nhỉ? Liệu có phải hàng thật không? Chuyện đó cũng phải hơn 1000 năm rồi. Yên tâm, bà không nói dối đâu. Bà Kaguya đưa mọi người vào trong nhà. Ở đây bày trí rất nhiều đồ liên quan đến mặt trăng. Đám nhóc tò mò tới mức chẳng thèm uống nước ngọt, hỏi bà có thật là người mặt trăng không. Tất nhiên, ta sinh ra và lớn lên ở đó, chính hiệu 100%. Thế sao bà lại đến trái đất ạ? Vì mỗi khi ngắm nhìn trái đất mọc lên từ đường chân trời của mặt trăng, ta thấy nó xanh và xinh đẹp, chắc chắn có rất nhiều thứ tuyệt cả là vời. Masao thắc mắc, cháu nhớ là cuối chuyện công chúa được các tiên nữ đưa về cung trăng rồi mà. Thì thế mới gọi là chuyện, ta giả chỉ thêm vô cho drama thôi. Bỗng Shin tìm thấy một bức họa thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, đó chính là bà Kaguya thời trẻ. Hồi đó, bà rất nổi tiếng và có nhiều người theo đuổi. Nhưng người trái đất thì không kiên nhẫn và già rất sớm. Thành ra dạo gần đây, bà chẳng tìm được mối nào, lại còn bị gọi là bà già nữa chứ. Không sao, bà sẽ về mặt trăng sớm thôi. Ở đó bà còn trẻ lắm, đầy người theo đuổi. Với lại nếu không về, bà sẽ không được nhận lương hưu. Thật trùng hợp, hôm nay là 15, ngày rằm, rất thích hợp để trở về quê hương. Thế con quả bóng của bọn cháu thì sao ạ? Tặng bà là kỷ niệm đấy. Hoặc tìm một thứ gì đó hình tròn để đánh đổi cũng được. Has, lạc vô đây phiền phức ghê. Chỉ có 1 giờ nên các bạn phải nhanh chóng tìm món đồ thay thế. Đến xế chiều, đội phòng vệ đã quay trở lại. Đầu tiên là Kazama, cậu ấy có ảnh mặt trăng tặng kèm khi mua sách khoa học. Cũng đẹp đấy, cơ mà bà vẫn chưa ưng đâu. Tiếp theo là bánh trung thu của bạn Bô. Công chúa bà cắn một miếng rồi đi vô cất, lấy tách trà ra nhâm nhi. Mời người tiếp theo. Masao bối rối bước lên, cậu mang cả đống đồ chơi theo, nhưng bà lại chú ý đến cái đầu cơm nắm của cậu. Cũng tròn đấy, cơ mà hơi méo. Mời người cuối cùng. Shin lấy ra một tấm vải, nhờ Bô và Masao cầm hai đầu. Bờ mông căng mọng từ từ nhô lên như mặt trời buổi bình minh. Sao lại làm cho lố bịch vậy hả? Quả này tiêu rồi. Nhìn kia, công chúa bà đang rưng rưng nước mắt, tưởng tượng đến cảnh ngắm mặt trăng từ trái đất. Nó trông thật đẹp. Nếu trở về quê hương, bà sẽ chẳng được thấy thêm một lần nào nữa. Bà đừng lo, bà có thể ngắm trái đất và nhớ về những bạn nhỏ dễ thương mà. Ok, các cháu đã thắng. Bà bắt đầu cuộc sống mới đây. Bye bye. Trời sắp tối rồi, chúng mình cũng mau về nhà thôi. Còn quả bóng của Masao thì sao? Hôm sau, cả đám quay lại thì không thấy nhà của bà cụ đâu nữa. Mấy cái lỗ này, có lẽ nào là của phi thuyền vũ trụ không ta? Đây, bóng của anh Masao đây, cứ than thở hoài. Kazama vẫn không tin, chỉ nghĩ là bà dọn nhà đi đâu đó thôi. Shin lại đánh bóng bay ra xa, khiến cả đám phải đi tìm lần nữa. Theo các bạn, công chúa bà đã đi đâu? Tập phim Lâu đài mèo của Bạch Tuyết. Một hôm nọ, khi Hima vừa ngủ thì mẹ phát hiện thằng con đang cho chị Mike gối tay. Xúc động quá nên chẳng ngủ trưa được, dừng mấy cái trò ngốc nghếch ấy lại và dắt Bạch Tuyết đi dạo đe. Nhưng mà còn nhiều chị gái đang đợi con lắm mẹ ơi. Thế cho mẹ gối tay một xíu được không? Bạch Tuyết ơi, đi dạo thôi. Đúng là thằng con trời đánh mà. Sau khi mẹ sang nhà bác hàng xóm để đưa bản tin, Shin cho Bạch Tuyết đi dạo đúng 3 bước rồi thôi, để dành ngày mai. Thế Bạch Tuyết không chịu, Shin chạy vô nhà và bê một đống thùng giấy ra. Sau đó đẩy bàn qua một bên, dùng băng dính dán lại, cắt giấy, xếp gạch. Thế là hoàn thành tòa tháp mèo. Hôm nọ, Shin xem cái này trên tivi, bọn mèo có vẻ thích lắm. Bạch Tuyết bỗng hoang mang, mình là chó cơ mà. Cậu cuốn bỏ chạy nhưng bị Shin kéo vô, cậu lại trốn xuống gập bàn. Buồn ghê, anh chỉ muốn vui đùa với Bạch Tuyết thôi mà. Vừa ra khỏi cửa thì Shin cosplay thành con mèo, leo trèo, chui giúp, cả cấu như thật. Chơi như vậy đó, Bạch Tuyết hiểu chưa? Mặt như này chưa chắc đã hiểu đâu. Hima vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy tòa tháp thì cười tươi ra rói. Thấy em định trèo lên, Bạch Tuyết chạy ra ngăn lại. Anh Shin cũng bảo tòa tháp này chỉ dành cho mèo từ 3 tuổi trở lên thôi. Hima vẫn cố nghịch khiến tòa tháp bị lệch. Bạch Tuyết lập tức nhảy qua bên kia để cân bằng. Shin lại đi qua bên này khiến Bạch Tuyết ngã xuống dưới. Thêm cả của em Hima khiến tháp nghiêng sang một hướng. May mà anh Shin bám được vào trần nhà. Bạch Tuyết chạy ra ngoài tìm người trợ giúp. Hima cứ bò thế này làm sao ôi nên trang chịu được. Đấy, tí thì ngã nhá. Nguy quá, Bạch Tuyết chạy đi lấy chổi lau nhà làm gậy trống, giúp hai anh em đứng vững. Không may túi thức ăn cho chó bị thủng, cậu cún không thể ngăn được thói ham ăn của mình. Cũng nhờ vậy mà tòa tháp đã cân bằng trở lại. Hima vẫn chưa thôi quậy phá, lại còn đi tè, đi ị ra bìm nữa chứ. Chợt Shin hét lên hoảng hốt. Bạch Tuyết ơi, mau bật tivi đi, Action Kamen chiếu rồi đó. Mệt cái ông này ghê. Ô kìa, siêu nhân và bé Mimiko đang đối đầu với quái vật cân bằng. Trên đầu là gai nhọn, dưới chân là biển lửa, sơ sẩy một cái là tiêu đời luôn. Shin lo cho siêu nhân quá mà cũng lo cho số phận của mình. Bằng trí thông minh, Action Kamen bẻ một cái gai và ném xuống, dùng chiêu action bắn tung tóe dập tắt đám cháy, sau đó bỏ chuồn. Như được thông não, Bạch Tuyết chạy ra sân sau và cuộn thành cơn lốc, thành công lấy được cái xào phơi đồ. Cậu cố gắng cắm nó vào trần nhà để hai anh em tụt xuống. Đúng lúc tòa tháp sụp đổ, Action Kamen cũng đã chiến thắng quái vật. Fan này Bạch Tuyết gánh còng lưng luôn. Khi mẹ vừa về thì Shin cũng dắt Bạch Tuyết đi dạo luôn. Chậm một giây là toang cả lũ. Tập phim Con Lợn Của Tớ. Bạch Tuyết đang ngồi ngẩn ngơ thì thấy các bạn đến tìm anh Shin. Cậu cố nhìn về phía cái cây. Hóa ra Shin đang cosplay thành gấu lười. Masao ôm bọc gì mà to vậy? Ô, chúc mừng Masao nhé. Cậu có em gái từ bao giờ thế? Trời ạ, đó là con lợn mà. Shin chọc tay vào mũi làm em lợn sợ hãi quậy nhặng cả lên. Nó đi lạc vào nhà của Masao nên cậu phải có trách nhiệm. Nhà ba bạn đều không nuôi được nên mới đến tìm Shin. Này này, cất cái hàng nước miếng vô hộ tôi cái. Shin bảo không được đâu, mẹ tớ dữ lắm, nuôi Bạch Tuyết thôi đã khổ trăm đường rồi. Đúng lúc ấy mẹ Mese xuất hiện, cả đám vội núp rồi chạy vào nhà, trèo lên tầng 2. Ở đây trống trải nên em lợn có thể tự do đi lại. Cậu ta khá háo ăn nên chén luôn cả Bim Bim. Thấy Shin gọi là bánh bao thịt, Masao phải chấn chỉnh ngay rằng tên của em lợn là Sakura vì nó có màu hồng giống như hoa anh đào. Shin lấy Bim Bim dụ con lợn xoay vòng vòng. Masao thấy tội quá nên ôm lấy em. Rốt cuộc con lợn này là của ai? Tụi mình nên giao nó cho cảnh sát thì tốt hơn. Masao không chịu, cảnh sát bận lắm, làm sao chăm sóc lợn được. Shin có ý kiến, nếu chủ nhân của nó không xuất hiện thì tụi mình làm món thịt lợn cốt lết nhé. Eo ơi, dã man quá đi. Đột nhiên Shin vớ được cái quần, mặc luôn cho lợn để ngụy trang. Như này có vẻ vẫn hơi đơn giản nhỉ. Thấy mẹ Mese chuẩn bị lên, mấy đứa truyền tay nhau rồi ném em lợn vào trong thùng đồ. Mỗi nước mà không có bánh kẹo gì hả mẹ? Lường cho phát bây giờ. Mẹ chuẩn bị đi xuống thì lại nghe tiếng lợn kêu. Masao nhanh trí giả vờ ho nên mới không bị phát hiện. Sau đó, các bạn phát hiện Sakura đang đánh chén đồ ăn kiêng của mẹ. Định giảm béo hay gì à em ơi? Mà công nhận nó ăn thật đấy. Mẹ Mese mà biết thì kiểu gì cũng mắng. Yên tâm, cứ đóng thùng lại là ok la. Cơ mà Sakura chạy đâu mất rồi? Bỗng nghe tiếng cái gì đó rơi cầu thang. Mẹ ngó ra thì thấy cái quần chạy tót vào trong. Shinosuke, ai cho con mặc quần áo cho Bạch Tuyết hả? Sau khi mẹ vào bếp làm bánh, mấy đứa tìm khắp phòng khách, phòng Hima, chỗ Bạch Tuyết cũng không thấy nó đâu. Có khi nào nó chạy ra ngoài đường rồi không? Nhưng cửa nhà vẫn đóng mà. Hay nó dùng thuật độ thổ nhỉ? Xong rồi đây, mẹ mang bánh bao thịt lợn ra mời các bạn. Đứa nào cũng hốt hoảng, mỗi chi là ăn ngon lành. Có lẽ nào... Hima đang ngủ thì thấy em lợn. Cô bé chọc vào mũi làm nó hoảng sợ bỏ chạy. Lúc bị tóm thì bay thẳng vào người mẹ, náo loạn khắp phòng rồi chui ra ngoài đường. Chú gì ơi, bắt con lợn hộ cháu với. Thật may quá, chú ấy chính là chủ nhân của Goemon. Chú đi tìm em nãy giờ. Shin vẫn nghi lắm, chú định ăn thịt lợn cốt lết một mình đúng không? Không nha, chú coi nó như gia đình của mình vậy. Cảm ơn các cháu đã chăm sóc Goemon. Chú về nhé. Thấy Sakura mỉm cười hạnh phúc, Masao có vẻ đã yên tâm rồi đấy. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Xem tập em lợn mà tớ không nhịn nổi cười luôn. Có ai dùng tớ không nhỉ? Bình luận bên dưới điểm danh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ lớp mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.